vì nhân duyên gì mà nhãn thức giới nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng lấy vô tánh làm tánh vì nhân duyên gì mà nhãn xúc nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng lấy vô tánh làm tánh vì nhân duyên gì mà các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng lấy vô tánh làm tánh vì nhân duyên gì mà địa giới thủy hỏa phong không thức giới cũng lấy vô tánh làm tánh vì nhân duyên gì mà vô minh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não cũng lấy vô tánh làm tánh vì nhân duyên gì mà pháp nội pháp ngoại cũng lấy vô tánh làm tánh vì nhân duyên gì mà bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng lấy vô tánh làm tánh vì nhân duyên gì mà bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà Pháp không nội, Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh, cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đả la ni cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng lấy vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng lấy vô tánh làm tánh, vì nhân duyên gì mà trí nhất thiết trí đạo tướng cũng lấy vô tánh làm tánh, vì nhân duyên gì mà loại mắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng vô tánh làm tánh. Vì nhân duyên gì mà phép thần thông thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng lấy vô tánh làm tánh, vì nhân duyên gì mà cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi cũng lấy vô tánh làm tánh. Phật dạy, này thiện hiện vị trí nhất thiết tướng không có tự tánh, nếu pháp mà không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh. Sắc thọ tưởng hành thức không có tự tánh, nếu pháp nào không có tự tánh thì pháp ấy lấy vô tánh làm tánh.